Một sự cầu nguyện rất xinh xinh xắn. Quay lại với ván thi đấu này thì bên phía Chichu họ sẽ bị Tiêu Anh vô ván năm tự tin ha. Lee Sinari là một cặp đôi cũng không phải là dễ chơi. Nó tràn hoặc là nó phòng thủ. Tại vì nó là hai kỹ năng định hướng. Không có một cái sự dứt khoát. Đánh đúng thì nó là siêu mạnh, đánh đúng thì chắc chắn là bạn tung kỹ năng định hướng trúng nó chắc chắn là chết. Nhưng mà hụt thì là với những gì đã làm được cô cấp nữa, những gì đã làm được từ giao chưa kể đến giai đang cầm con tướng mà hồi nãy bị ba hành chứng tỏ là tài chừng rất tốt nữa. Thì chắc chắn sự tự tin đến từ phía của Chichu là có thừa. Jack là một trong những người chơi đi rừng có thể nói là rất say máu ở trong những pha giao tranh mà anh ta được chọn những vị tướng theo thì nó tấn công như là Benfet chẳng hạn. Thì đó lý do vì sao mà phải đến mãi ván 5. Thôi bạn đi xin đẹp vô đối nha. Không một cách nào khác phải thả ra. Chúc mừng bạn đã được thỏa mãn. Việc phải cấm những con tướng khác. Với game 5 này sẽ lựa chọn quân bài này để cùng với Caps và Hansama trở thành những mũi tấn công đến từ bên phía của G2 Esports. Và chúng ta thấy bầu không khí tại nhà thi đấu là đang rất sôi động đến từ cổ động viên của cả hai bên. Cả cổ động viên của G2 Esports và cổ động viên của T1 đều đang rất sẵn sàng cho ván 5 rồi. Đây là một trận đấu để chúng ta chuẩn bị kết thúc những cái trận đấu đầu tiên của vòng phân nhánh và chuẩn bị đến với nhánh thắng nhánh thua. Và nó đúng với những gì chúng ta đã mong đợi ngay từ thời điểm bây giờ. Chúng ta đã đúng với những gì mà chúng ta đã rất mong chờ. Đó chính là một trận đấu cặp BO5 hoàn chỉnh, không một ván nào mà không hay cả. Lối chơi kiểm soát, lối chơi tấn công, phòng thủ, phản công, nó đầy đủ hết ở trong cặp trận đấu này. Và bây giờ tôi hy vọng đây sẽ là một trận đấu sẽ còn hấp dẫn hơn nữa với ván thi đấu thứ 5. Ván thi đấu giữa T2 Esports và T1, ai sẽ là thắng chung cuộc? Những cái tiếng cổ vũ đến từ hai bên đang là rất sôi động rồi. Vâng, kê nha. Cặp bot của EG Esports nếu như không đảo đường là cặp bot chắc chắn sẽ thua đường nha. Chắc chắn 100% đánh 2-2 sẽ thua đường. T1 bị xáo trộn về mặt thông tin nhưng cũng đã một con mắt ở trước đó được cắm ra từ nhìn thì có vẻ như T1 đang muốn triển khai vòng rừng đánh xuống dưới của anh ơi đó. Sông trên và tương tự là rớt và sẽ là cản những cái bước tấn công của đối phương. Như vậy là không có đuổi đường vội nhưng mà rớt đang muốn di chuyển cùng owner. À, rớt đang ở phòng, tức là cũng ngại á. Đúng rồi, rớt nghĩ rằng là bên kia đổi đường. Cho nên rớt đứng để hỗ trợ về mặt đẩy dành cho bên biến kia. Đây. Broken Black cũng đang có một vài sự hỗ trợ, có cả Jay nữa. Gumayushi bắt bài hả? Đó ta. Gumayushi thấy rồi. E chạy tóc biến. Ôi, ủa, ủi tay. Bài đâu anh? Chưa đủ tâm. Đã ủi, ôi trời ơi. Chưa đủ tâm. Rồi dần sao nữa? Cái quả cầu Pokemon. Rồi làm sao nữa? Không làm gì tốt cả. Ui đây rồi. Đây xuống cao su. Rồi sao nữa? Cái này thật ra không lời lắm. Rồi sao nữa? Hay hay. Cắt mất tóc. Và Jay đang phải bỏ chạy. Và đây khi thu đổi lỗ tại vì Broken Black cái súng cao su. Được không vậy? Lên sớm nó cũng không ngon lắm. Rớt thì lên gì được không vậy? Ủi vai của Mickey S. Liệu là bên phía của Chichu Sport có thể tự tin được không? Họ nên suy nghĩ kỹ cho câu chuyện đánh nhau cấp độ đầu tiên. Họ đổi được cái tóc biến của Guma. Ok, đổi được tóc biến của Guma. Họ đang tìm vào Lee Sin. Anh ra đâu vậy? Kyria một hit bắn, hai hit bắn. Nó giúp cho Kyria và cái tóc tác được phía bên này. Dài lại. Ui dài chưa có gì cả. Dài phải tóc biến bỏ chạy. Faker có định tóc biến dưới theo công cụ là không. Pha đó tóc biến coi chừng đập mặt. Pha đó tóc biến dễ đập mặt lắm đó. Nhưng mà cái pha của Kyria làm cho bên phía T1 bị mất thế đường dưới nha. Đang hướng vào Kyria. Nó khiến cho những cái việc mà tại vì Kyria nó bị đẩy về cho nên là bây giờ bot của T1 từ thế thắng về mặt chất tướng mất hai cái tốc biến giảm chậm cái tốc độ đi rừng của anh ta nữa thì nó sẽ không còn lợi thế như ở giai đoạn ban đầu nữa. Rất nhiều tài nguyên rồi. Đúng rồi. Và lối đánh như thế này thì Jisoo đang cảm thấy tính ra là cũng được, ý là cũng không tệ chưa, tại vì nó tạo được thế hỗn loạn, nó tạo được thế hỗn loạn. Một vài sự cải thiện, Hansama bây giờ đang đẩy đường tốt hơn. Nó tạo được thế hỗn loạn. Anh ta đang có một đợt lính đẩy vào rất là lực, nhưng nếu như mà Gumayushi giải quyết xong đợt lính này thì chắc chắn lượng kiểm soát của Gumayushi nó cũng sẽ không thua là bao cả. Còn ngược lại phía bên kia, Hansama sẽ làm gì đây? Cặp bot từ anh mất hai tốc biến thì tụi nó sẽ xuống sẽ khai thác. Hansama phát bấm biến về. Bộ họ biết là tốc biến của Gumayushi với Kera không còn. Nếu như pha này mà đánh mà bên phía T1 đi quá cao là chắc chắn pha xử lý của BGS cũng như là Hansama sẽ mang không phải dấu tên nha. Tích cực và đúng là như vậy thật. Guma đây rồi, đẩy được bên trong tường. Một quy một đứt. Ui đúng hay hay thả con ma vô bụi dưới chứ. Phía của Mikix và Hansama giả vờ biến về. Ai da mà rõ ràng Guma cũng đã thả con ma vô bụi dưới không, anh ta cũng đã nhấp những cái bước chân nhưng mà cuối cùng thì lại là một bàn chân đi sai đường và anh ta phải nằm xuống trước cú ủi vai đến từ Mikix mà thôi. Né tốt đến từ Faker. Còn ở đường dưới, hơi đáng tiếc là cái chiến công đầu đó nó không nằm trong tụi chúng nó đã thành công rồi anh em. Pha cấp 1 cuối cùng là thành công rồi. Sao cả. Vẫn là những cái lợi thế. Nó giải quyết được bài toán đường dưới.
Còn trong cái đó cung đường trên với việc có được con Casante thì Zed đánh hoàn toàn khác rồi. Má Quyền cái đường dưới này là giải quyết được gần như là toàn bộ những vấn đề của Juicebox sau cấm chọn luôn á. Hồi này quỷ thiệt. Cấm chọn xong rất là khó đánh với cặp bot này, nhưng mà nó là một pha cấp 1 đó, nó lấy được hơi hai cái tốc biến của bên phía T1 đường dưới là nó xoay hoàn toàn đường dưới luôn. Có được cấp độ 4 dựa trên những ô lính cuối cùng mà tan. Còn lại thì câu chuyện bên trong rừng Honor thấy dai. Nó phải đợi mất chiều, mất lương mới đánh. Anh ta sẽ chơi chủ động nhiều hơn. Bỏ xíu phạt. Bùa xanh đang chạy đã sẵn, sóng âm đã trúng bay vào đá. Một cú giành giật và Honor là người có được bùa xanh dài đang thật sự quá khan hiếm. Một con Bevet đang rất thiếu tài nguyên. Rất khó với cái gọi là ý đồ đánh chủ động đến từ Jisoo ở trong cấp độ đầu tiên. Bạn chỉ có thể lấy được những cái tài nguyên của đối phương mà thôi. Còn đây là cái bước chân đưa Kuma trở về với bệ đá cổ. Và những tiếng ủi vàng. Thả con ma ra cái bụi trên là thấy đi rồi. Là quá tuyệt vời đến từ bộ đội đường dưới của Jisoo. Và đây là phản ứng của các thành viên bên phía Jisoo, ban huấn luyện của họ cũng có những cái nét mặt hài lòng. Nãy số rất nhanh đấy chứ. Họ phát một pha báo bê biến về đủ thông minh để có thể cản được cái bước chân farm lính của Guma Yoshi và họ thành công câu chuyện đó. Họ cản được đủ tiền đề để cho Hansama nó chiêu chiêu đường dưới rồi. Cùng Rocket Black nhảy vào bị chính một cú đẩy bằng mở đường. Honor đang tới, cái này muốn lấy tóc biến của Rocket Black, tại Rocket Black hết súng cao su rồi, đang bị làm chậm sóng âm, lấy được tóc biến cực kỳ đơn giản của Honor. Các bạn vừa donate nha. Giai đang thật sự không có được một ván thi đấu có được những công cụ tốt để anh ta đi găng. Cái nhịp tấn công đầu tiên của họ để tìm vào Honor đã bị phân tâm. Họ không thực sự là tìm vào Honor. Đầu ghê. Rớt lướt được có thể bỏ chạy và không gió trúng rồi. Phía bên này Honor tìm được mã gục. Đúng là bích cho Lee Sin. Không tốc biến. Khác Honor chơi chủ động hoàn toàn. Rất hay. Cảm không có tốc biến bị không gió trúng rồi. Mong có Lee Sin xuất hiện tại Honor và nó đã thành sự thật và đang khiến cho T1 lấy lại được những cái lợi thế sau khi đường dưới của Jisoo có một pha thi đấu có thể nói là ao một chút về gọi là dự tính so với cả bộ đôi của T1 và nó khiến cho Guma gặp bất ngờ. Nhưng vừa rồi thì Cap cũng đã phải đầu tư lại dịch chuyển ở khu vực đường anh ta. Đó là cái nhịp tấn công rất hay khi mà một xíu nữa thôi, nếu như chậm một chút thôi thì là Cap sẽ có tốc biến. Và đó là cái nhịp mà Odo làm rất tốt. Còn ở đây chúng ta sẽ được xem lại tình huống này. Không né được. Có bắt hộ thể. Okay, này. Hết góc rồi. Tốc biến e, hồn gió chính xác. Đánh chắc cú quá, tốc biến nghe làm chậm à, hết né 100% mạng đó phải có. Nó chưa biết là dành ra nhưng mạng phải còn có đúng mười mấy giây nữa là hồi lại tốc biến. Đang bị dướng một mạng trong tay của Mikis. Nếu mà nói về câu chuyện chiến công đầu thì bên phía Chichu họ hài lòng, nhưng mà nói về cá nhân mạng thật ra họ cũng đang chưa vui lắm. Bắt buộc phải đổi. Hansama đang được cắt cử lên khu vực nửa cánh trên và Mikis ăn sâu quyết tâm bây giờ đổi đường luôn hả. Xong hư không đầu tiên Honor khó tóc biến, nhưng bên phía của Chichu họ bỏ. Họ bỏ mà thôi. Và với việc đảo đường như thế này thì nó sẽ con Belvet này nè, chút xíu mà nó có 6 sâu hoặc là nó có 4 sâu á là ở trong những cái nhịp tiếp theo. Đội quân hư không nhìn nó hơi áp lực đó nha anh em. Nó thả nhiều đồ sâu bỏ hư không lắm nha. Bên phía bên kia khoảng chừng gần 20 lính rất ổn với một cái kèo mà chúng ta đã nghĩ trong đầu là sẽ thua rồi. Nhưng bằng những cái pha xử lý nó tinh quái hơn thì họ đã làm tốt với cái việc giúp cho Hansama thở qua được khoảng chừng 3-4 cấp độ đầu tiên. Và đó là những cái quãng thời gian mà Guma và Kira sẽ làm chung. Trong gió nữa hả? Trong gió với lại Hoa Kỳ nữa đúng không? Honor đứng đợi, Honor đứng đợi. Zed đang chờ đợi để quy hất tung. Nhưng anh ta chọn nhầm người. Zed có chiêu cuối. Zed đang cần phải lùi. Một pha quăng cạp cạp rất hay của Hansama. Và anh ta, Guma Yoshi bị dính kỹ năng quy. Kalista kế bên. Rồi. Này nãy để có thể hỗ trợ Guma Yoshi lên được cấp độ 5 và quay trở lại tấn công. Nhưng không có sở sức thì lấy cái gì ra bắt Rocket Black. Đam nhiều ha. Đang thủ rất tốt. Còn Zed cấp độ 6. Anh ta sử dụng bê không? Ui, bị choáng. Mickey đánh tốt quá. Quá hay, Mickey. Mickey sủi vai kinh. Thực sự trong tình huống xử lý vừa rồi, một cái nhịp mà rớt suýt chút nữa là đã có khoảng trống để anh ta dùng chơi khô máu để lôi Jack qua bên kia tường nơi mà Ono đang đợi rồi. Nhưng Jimmy Kick nói không, anh ta ủi vai đường trên của T1 vào tường và khiến cho không khoảng trống nào cả. Và sát thương được dồn rất hợp lý để Hansama đang săn anh em ơi. Con chiên này nó đã vượt qua được giai đoạn khó nhất là cái đoạn đi đường với lại hai con kia. Thực sự gặp một ván thi đấu mà anh ta không thể nào có thể chịu được nổi nhiệt được tạo ra từ cái thằng Chichu Sport. Họ chủ động đảo đường, họ làm tất cả mọi thứ. Nhìn cái này là hơi khó cho T1 nha. Không công nhận tụi G2 nó quỷ thiệt, cái pha triển khai cấp 1 quỷ thiệt. Nó khó đánh nhưng mà nó có sự chuẩn bị để giải quyết cái vấn đề đó. Pha cấp 1 hay quá. Rất đơn giản và hiệu quả mà thôi, không có vấn đề gì khó khăn cả. Dạy có con cua nhưng ta vẫn tên lửa đằng nào. Tương tự là Owner tên lửa bắn cản bắp bê, cản bắp bê. Cản bê rất hay. Và nó sẽ khiến cho bên phía được một người T1 chậm một chút xíu trong nhịp đảo đường ngược trở lại và khiến cho Hansama thở được thêm
có thể là bóc được một lớp kiến trụ hay không đây? 73 lượng chuyển xử lý, nó sẽ còn nhiều hơn nữa, nó sẽ là tầm 80, tám mấy ở trong giai đoạn tiếp theo. Nhưng quan trọng hết, lượng tiền được ngốn vào dựa trên những lớp kiến trụ cũng sẽ được tạo ra. Asama đang giàu nhất bản đồ. Anh ta đang khiến cho tất cả mọi đối thủ gần như không cách nào có thể cản được nguồn sức mạnh của con bài này cả. Và trong khoảng thời gian sau, nếu như bên phía của Chichu Sport có một Jin bắn cực kỳ là cháy máy, thì Chichu sẽ đứng trước ngưỡng cửa thắng trong vài giao đoạn. Rất hay. Đoạn này thì anh đang cần Lee Sin với lại Ahri phải mở liên tục nè. Và nó đang khiến cho đoạn này Honor với lại Faker phải đánh rác rác lên nè. Tội quá. 30 và Guma tốc biến bỏ chạy. Đang chơi liên minh tự nhiên có jump scare. Nó khá gần để cắm mắt. Vẫn kịp thời để bỏ tốc biến. Cuối cùng là T1 mất đi 2 tốc biến. Quá thằng Jisoo chỉ mất tốc biến của Mikik mà thôi. Rồng đang được ăn dành cho các thành viên của T1. Nhưng nó chỉ là một con rồng gió và Jisoo cảm thấy hài lòng. Họ sẽ bỏ con rồng này và hướng tới những mục tiêu tiếp theo, có thể là con rồng hai hoặc là những con sâu nơi mà sẽ xuất hiện trong đồng đất. Đồng đất anh em, rồng hai đồng đất. Đang rất là tự tin, họ đang có được không chỉ là nguồn kinh tế tốt hơn mà cái thế trận nó cũng đang tốt hơn, ổn hơn. Farm cũng đang tốt dành cho Hansama, cái nơi mà đáng lẽ là bên phía của T1 sẽ không ngờ tới là nơi đang làm tốt hơn rất nhiều. Quân tiến hành luôn nha. Trước đó ý báo. Hay vậy, hồi giờ đánh pha này hay quá trời, trụ đánh quá nhiều liên tục. Nhưng may mắn thay là vẫn có súng cao su nên là bỏ chạy. Zed đang di chuyển tới với tốc độ vô cùng, không được, không giữ được. Broken Black lên là Broken Black. Ê, góc này chết rồi. Mickey sẽ rất hay, dứt bắn khá thành công. Tên lửa Hansama dứt điểm được Guma Yoshi. See you again luôn. Đúng vậy, Guma see you again với tình huống ủi vai và tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp vừa rồi. Một bà cùng tiếp theo chạy vào túi xạ thủ của Jisoo. Và bây giờ chạy Blacker đang né. Honor vẫn đang tới tiếp cận, hôn gió không thành công. Cap vẫn đang sẵn sàng cho những cú quăng địa chấn. Thấy Faker đứng gần với quăng địa chấn của mình thì Cap cũng hiểu được vấn đề. Một tình huống tấn công tốt. Và rõ ràng là cái đường mà chúng ta nghĩ rằng sẽ gặp khó khăn đến từ Jisoo đó là một đường dưới. Thì lại đang chơi cực kỳ hay với những tình huống ủi vai của Mikix và những tình huống dồn sát thương tốt đến từ Hansama. Tất lực Keria. Đi rồi, cả rồi, hút một bàn. Và Hansama chích bắn thành công, một hit bắn nữa. Hansama 3 mày hạ gục. Bụi cây nào cũng biết nói. Are you ok? Are you ok bro? Bị ủi vai vào tường và hạ gục. 3 mạng dành cho xạ thủ của Jisoo được. Hình như thằng Mickey nó là người đang mặt. Bụi cây nào cũng biết nói, tiếng đang mặt hết. Nhưng hôn gió đã trúng. Thì đồng nghĩa việc Honor đã tìm được mạng hạ gục tiếp theo cho bản thân. Mickey đang mặt hay Thủy Điển ta? Jack hơi tự tin thì phải. Nó là một thằng Bắc Âu. Không có được những sự hậu thuẫn nhất định của anh ta ở khu vực đứng trên này để tiến vào những con sâu. Và anh ta vẫn muốn để có thể tối đa hóa cái lượng tài nguyên. Với rồi Faker với Honor nè, phải anh ta đã bị đánh liên tục luôn. Di chuyển đến từ Faker và Honor rồi. Broken Blade anh ta tiến. Nhưng con Jin này nó bắt đầu nó khỏe lắm rồi. Muốn tìm vào Honor. Honor có trừng phạt. Rồi, được hai con sâu hơn không nữa. Đang chờ đợi những con sâu còn tiếp theo. Có trừng phạt. Kera đang tới được để tiếp cận. Thôi Oren nha. Broken Blade không làm được gì đâu. Nhưng mà cái combo này các bạn phải lấy được tốc biến của đối phương sớm á, tức là phải làm được những gì mà Jisoo làm ở cấp 1. Là phải ép được hai cái tốc biến sớm mà chứ nếu mà các bạn không ép được hai cái tốc biến sớm của cái cặp Varus Kalista này là cặp bot của Jisoo Sport sẽ thua ngay từ đầu luôn. Đó là lý do tại sao mà tụi nó đi 5 người như vậy đó. Cái hay của tụi nó ở đây là giải quyết được vấn đề bằng một cái pha đột biến. Mất cái tốc biến đó. Lấy được tốc biến của Faker. Truyền khỏe quá rồi. Tôi không còn phi hồ nữa. Và có dịch chuyển sẽ là trở về nhà hồi phục máu và tiến tới khu đứng giữa. Nãy giờ những cái tình huống di chuyển của Mikik rất hay. Anh ta luôn lựa được những cái góc rất là khó chịu để có thể sử dụng tuyến ảo thuật bên qua bên kia bờ tường và ủi vai một ai đó vào tường và có thể sẽ tiếp tục là Guma. Kira phải đứng sau nhà để kéo Guma về á. Anh ta đang ở đây để có thể bảo vệ. Chỉ đứng hai đứa đứng gần nhau là đi cả hai đó. Quang địa chấn không được tấm thảm bất ổn. Mikis anh ta đang làm tất cả thứ nhưng Mikis bây giờ đang bị bắt bài. Anh ta không còn cái không thể lấy. Đúng không mạng cằn vãi. Faker phi hồ. Hansama còn hai spell. Honor tiếp cận. Tới tiếp cận. Hansama hình như sắp sửa nằm rồi. Tóc biến lên đã. Tóc biến qua chạy một cú nổ luôn. Cước mém tiếp nữa là đủ tầm được để tấn công. Lượng mẫu này giúp cho Hansama dài và cáp lùi về đường. Honor đang nổi không với tử thần và anh ta lao lên tấn công tiếp. Nhưng không thể nào có một cú sống mầm đẹp. Căng. Hansama mất 2 spell rồi nha. Và họ đã lấy được mạng của người chơi hỗ trợ bên phía Jisoo đó là Mikik rồi. Và vừa rồi thì cũng cần phải có sự di chuyển xuống đến từ Broken Blade nữa. Hansama 2 spell rồi. Và tiếp tục là đảo đường đến từ bên phía của Jisoo. Khi Jin trong tay của Hansama sẽ lên cánh trên để chuẩn bị cho con sư. Đúng chất tướng ở cái đoạn này, Ahri với Lee Sin phải liên tục làm những gì mà Honor Faker đang làm nãy giờ là đúng rồi đó, phải đánh liên tục luôn. Hoạt động của Honor đã bị giảm đi một chút xíu. Để đè con Jin. Chứ để càng lâu càng khó.
Đúng là như vậy. Và đang liên tục. Tại vì chút xíu á, chút xíu nữa là đội hình của Fiji Sports nó có hai con che tốt lắm. Là con riêng nó dễ chơi lắm. Ba con che chứ. Nó có Zack, nó có Bobby với lại nó có cả con Talia cũng che được. Nếu mà không đè được nó đoạn giữa này là khó. Nhưng Hasama đang không có tốc biến cho nên Hasama sẽ cần phải để ý ở trong giai đoạn sau. Bởi vì giai đoạn này sứ giả khí đức đã được xuất hiện. Và tôi đang nhìn thấy như T1 cũng không muốn không có con sứ giả này dành cho bên phía T2 dễ dàng không. À không rồi, họ quyết định là bấm BV. Coi như là họ đang chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống tấn công tiếp theo. Họ nhắm vào con rồng nhiều hơn. Khả năng là T2 Sports sẽ đổi mục tiêu ở cái con rồng với lại con sứ giả này. Tại vì mid AD của T2 Sports không tốc biến, khó chơi. Chưa đủ an toàn để có thể nếu như mình đi chu thì mình sẽ trao đổi mục tiêu. Nếu mà T1 ăn rồng thì mình sẽ ăn sứ giả. Nếu ăn sứ giả thì chạy xuống rồng. Nói chung là né, né giao tranh. Đi chu cần phải lùi. Đang khởi động đến từ Jack rồi. Và đừng quên rằng với Belvet, việc bạn ăn được mục tiêu. Ôi, cái pha này mới kia hơi vội. Không lỗ. Lấy cái tốc biến của Guma vẫn tung ngon. Nhảy, đó nhảy được rồi. Ủa, mà né tỉnh quá ta. Bị mất cái quy đầu cho nên là Rocket Black không thể nào có được một pha nói. Mặt đất dễ sống bung ra. Đổi về đổi lời nha. Tạm thời bên phía của Chichu, con Bobby mạnh là con Bobby dùng tốc biến ma thuật chứ không phải tốc biến thường. Đổi cái tốc biến thường của Guma là quá lời. Cáp không có tốc biến, cáp không có mặt đất. Dài đang cứu, dài đang cứu, thấy ghê quá, dài đang ra cứu. Hổ thể sút về, hổ thể sút về, sút đi. Sút đi anh Honor. Honor né rất là nghệ. Ta sao không rồi, hết nghệ rồi. Cáp né cũng nghệ không kém, đúng vậy. Đâu vô được, nó còn tấm thảm mà sao sút gì được. Đường trên đã có Geo Zitu rồi. Pha tấn công chớp nhoáng đã bị Honor, nó cũng không có tốc biến. Và tiếp tục tấn công một sứ giả này. Lúc nãy tôi đang nói dở. Là với việc bạn thì bạn phải ăn rồng đi chứ. Thì bạn ăn những con quái vật đến từ hư không, nó không chỉ sinh ra những con bọ. Đúng mà vô tên nha, thì bạn phải ăn rồng đi chứ. Con sâu, mà nó còn có thêm những con cá hư không đến từ nội tạng của Bebet nữa. Sẽ là rất nhiều những con quái vật nhỏ. Đúng mà vô tên nha. Trong việc lấy đi những công trình. Đúng là như vậy, và nó sẽ còn giúp cho bên phía của Chichu Sport có thể dễ dàng đa dạng hơn trong chiến đấu của mình. Nếu họ cảm thấy quá khó thì chuyển sang cái khả năng đẩy đường cũng được. Mặc dù nó cũng sẽ đòi hỏi khá nhiều mặt điều kiện, nhưng ít nhất bạn có một cái gì đó để có thể trở thành một phương án B hay phương án C ở trong những giai đoạn tiếp theo. Nó vẫn là một điều đó khá đáng khen dành các thành viên Chichu Sport. Còn ngược lại T1, họ sẽ nhắm tới con rồng Hoa Kỷ. Rồng này rồng Hoa Kỷ. Không ngon lắm. Thực ra cũng là một con rồng cũng tương đối là mạnh đấy, với đội hình đánh nhiều nhịp với Lee Sin, với Sante và với Ari, cũng là một con rồng mà bên phía T1 cũng sẽ muốn biết kết vòng hay nha. Khoan để coi hút được không. Hansama đứng khá xa. Thấy rồi. Hủy được không? À! Thế nhờ đĩa bay nhờ quan quan. Faker đứng đợi luôn để hồi máu. Faker biết kìa. Cái nhờ, tức là bạn mới bước ra xong rồi ăn cái quả đó. Thực ra nếu mà đấy là một cái choáng hay là một cái gì đó ấy, mà Faker đang dịch chuyển thì còn cay hơn. Ừ nhờ. Nhưng may lãnh đạo chỉ. Vâng, thằng Fit nha. Sao? Cái trụ một này sẽ có Geo Zitu. Nãy giờ Zitu vẫn đang làm rất tốt trong việc dồn tài nguyên cho xạ thủ của mình. Và Hansama cũng làm rất tốt cái. Mọi thứ đang khá tốt cho Jui Sport. Mặc dù T1 lát nữa chỉ cần đánh đúng kiểu nhất xạ Tuno thôi. Chỉ cần nhất xạ Tuno. Mà Juju cảm thấy tự tin với cái họng súng đang cực kỳ khỏe mạnh của mình. Nhưng có lẽ như Hansama sẽ cần phải lưu tâm chuyện này. Anh ta sẽ có những góc bắn đẹp nếu như anh ta né được những kỹ năng quý của Majusi. Nếu như anh ta né được nha, anh ta cần phải lưu ý cho câu chuyện đó. Tại vì một khoảng thời gian sau, Faker này bị cản, dài tới nhưng mà không hất tung được và Mikis cũng đang cần phải lùi về. Quay ra là câu chuyện cũ. À không, tới với câu chuyện mới. Cáp ơi. Cáp ơi. Sút cáp về được không đây? Đã có combo vào và cáp đang cần phải làm tất cả mọi thứ để có thể bỏ chạy được. Quy đã trúng. Và Honor dạ tốt. Hay Mickey đánh hay vậy Faker. Một lửa, một ngọn lửa holy. Vừa đủ đam luôn. Bây giờ chính giai là người bị đồng đội của mình bóp trong tình huống đó. Anh ta vẫn phát ra được. Mũi tên vừa rồi của mua của Majesty nó không trúng vào người cần thiết để trúng. Lửa holy bay tới. Tạm thời T1 đang muốn chuyển hướng đánh người chuyển sang đánh trụ. Để kiếm hả? Giác đánh trụ cũng quá xa vời cho nên. Đánh thường hả? Phải đánh thường hả? Dạng phòng thủ rất khó và họ có thể cảm thấy hài lòng với việc lấy đi được mạng của Cap trong cái nhịp vừa rồi. Zitu vẫn còn quá nhiều cơ những cái công cụ để theo phòng ngự với lửa bay mà. Đại bác đến từ Hansama và với những cái con cá hư không được gọi ra thêm đến từ Jack nữa, họ vẫn đang phòng ngự ổn. Và sứ giả thì sao đây? Chưa thả vội, họ tự tin rằng với những đòn đánh thường có thể lấy đi được cái trụ một đứng giữa của đối phương. Tạm thời được nguồn sức mạnh đến từ các thành viên từ Honor làm thêm lần nữa. Quy này không trúng và ta đang cần phải lùi về một tí xíu. Còn trong cái đó Cap chết pha đó thực ra không sao. Cáp chết pha ra từ không sao. Vấn đề của bên phía Yuzu hiện tại là bắt đầu vô chế độ nhất xạ Tino rồi. Lúc nào kế bên thằng Hansama cũng phải có một hoặc hai người nha. Hai người là đẹp nhất. Cáp không hề có tầm nhìn cho nên chúng ta cũng không thể nào check Cáp được cả. Cái cú sút của Honor nó lại không đẹp lắm. Cáp phải đứng né góc tốt rồi. Cái này có thể thông cảm cho Cáp. Đúng rồi. Cáp định tìm cái góc đẹp đẹp á, mặt lửa bay. Anh ta định đứng qua đây cái anh ta chéo mày bắt bẻ bình luận viên không à. Mắt play nói chung là ổn, đúng rồi. Ý tưởng thì có nhưng vấn đề là anh ta không có thằng nào nãy Thủy kiếm á. Tiếp tục với bán đấu này, tỷ số vẫn cho luôn số 1.
Tao quay 24 giờ coi. Kiếm được rằng nhỉnh hơn khoảng chừng 2.000 so với T1, một con số đã lặp điểm lại rất nhiều lần ở trong cặp đôi năm này rồi. Thì G2, đây không phải ván đấu đầu tiên họ có được khoảng cách 2.000 trước T1. Và cái kịch bản này thì nó cũng có thể xoay chiều bất cứ lúc nào, bởi vì có ván thì G2 thắng được với 2.000 tiền, nhưng cũng có ván thì T1 lần lại được thành công. Từ nha, đứa nào cũng có phần nha. Đang giúp cho Hansama có thể vẽ được một câu chuyện, có thể viết được một bộ phim rất hay nha. Anh ta có kiếm BF, có được cái cuốc chim rồi. Tí xíu nữa thôi sẽ có được một món trang bị vô cùng đắt đỏ, vô cực kiếm. Và lúc đó thì Hansama sẽ có được một màn trình diễn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa nếu như anh ta né được những kỹ năng quyền đứng của Majoshi. Chưa kể đến, Future Spock không có ngại lắm những tình huống gây sát thương của Majoshi nếu như người đứng che là Vương Black. Rồi đến đây càng ngày càng khỏe, và khoảng thời gian sau nếu như anh ta có thêm được một phá gây đồng đội đánh từ phía sau nữa thì chắc chắn bộ khung này của Future sẽ cực kỳ hoàn hảo. Còn ngược lại T1, đây là ván đấu rớt một lần nữa đang bị thiếu đi sự thoải mái. Đúng rồi, vừa đốn hết nha. Khó quá. Một con Kassante bắt buộc không phải là găng tay mà phải chuyển sang những cái món trang bị khác để giảm điều phần đó khả năng cấu điện của Black từ nãy tới giờ. Rồi, sứ giả đã thả ra và nó cho thấy cái quyết tâm lấy đi trụ một đường giữa đến từ bên phía của G2 là như thế nào khi 30 giây đó Banner sẽ xuất hiện. Không túm được vào người của Owner. Người lái sứ giả là Ansama. Hay là dính chiều cuối của Wajasi bị lấy. Không bị lấy máu. Dài lái tiếp, lái về à? Dài lên bắt về được Mickey S. Anh ta đánh không tung nhiều quá. Mickey S. ba người Brock lại chạy và tấn công tên lửa đạn đạo xương kiếp của Asama. Dứt điểm được Lee Sin trong tay của Honor. Dứt bắn không trúng vào người Kerea. Tóc biến lên sử dụng cái đồng quyền. Bể góc hơi xấu, bể góc hơi xấu. Faker không gió trúng Asama. Faker! What was that? Faker đang tìm một người của Cap và Cap được phải bỏ chạy. Tiếp theo là Dài đang cố gắng thoát đi. Anh carry được. Faker carry được. Faker tiếp cận người Cap. Định mệnh phải gọi của mình. Asama chết wow luôn, hai spell là Faker và Zai. Anh ta có về được không đây? Zai đã thấy rồi. Zai đã thấy rồi. Broken Black cũng đang bị tiếp cận. Faker đang nhắm vào ba thành viên còn lại. Phong độ Faker vô cùng tao. Đi rồi. Nhất xạ tứ nô bị Faker bắt được thằng AD rồi. Đi rồi. Nhưng vai bây giờ cứng thuộc về cho Faker, một cái vai rất mạnh mẽ, một cái vai sẵn sàng cùng với những người em của mình. Rồi bây giờ về dạng phân bào. Rốt đang chạy tới. chạy anh em dắt nhau chạy nhìn đèn điên. Sau đó thì tên lửa không trúng người Faker rồi. Một pha tranh hay đến từ cả hai bên, cái nhịp đầu hay đến từ G2 khi người lái sứ giả đó là Jack, chứ không biết anh ta cố tình hay là anh ta vô tình ở trong cái lô nha. Nhưng cái cách mà anh ta phản ứng sau khi con sứ giả bị phá hủy là cực kỳ hay. Chúng ta có được xem lại tình huống này. Má, con Ari này tự nhiên ảo ma nha. Pha này giao tranh thua rồi đó. Vào hất tung ba người rồi là Broken Blade nhảy vào nữa. Đó là quá hay. Nhưng má, bao nhiêu người vậy? Anh bay vô anh hùng trúng con riêng chết queo luôn. Quá hướng tầm nhìn vào vị trí của Broken Blade. Và để lộ khoảng trống không ai che. Thôi. Và Faker tốc biến qua lấy đi được mạng xạ thủ của bên phía G2, một mạng shutdown cực kỳ quý giá. Và sau đó anh ta dịch chuyển bọc đầu lấy được thêm những mạng gục nữa. Rất hay với pha đánh ngược, một pha phản công của T1. Thật sự bây giờ bên phía của Genius Sport họ đang tìm kiếm, họ có được rất nhiều cơ hội. Nhưng bên phía bên kia T1 cũng có một cơ Faker. Hai bên đều đang có những cái cơ rất là kinh khủng. Tôi không biết cơ bên nào sẽ là cơ. Nhưng mà tại vì vấn đề nữa là thằng Hansama nó chết chay, cho nên nó vẫn còn hai spell. Rất hấp dẫn. Lượng tiền trước đó trong được gọi là trong cái rủi thì lại có cái hơn. Nó vẫn chưa nhiều lắm. Hansama chết chay không kịp phản ứng thì còn đủ hai spell đánh pha sau. Và Talia về cuối game thì đang duy trì không cần các bạn tới. Những cái khó đây của họ đó là bây giờ họ sẽ cần phải giải quyết câu chuyện giữa game cái đã. Tại vì đây vẫn đang là thử con virus nó khỏe. Mony xinh đẹp nha. Xong nó bắt nó lên đường xong mà nó muốn nữa thì nó vẫn có được sức mạnh. Mà nó chưa thanh tẩy hả? Hiểu đi. Đúng rồi, thanh tẩy nó chạy được rồi. Giang Hoài nằm xuống ở trong cái khoảng thời gian đầu của ván thi đấu. Thì đó bây giờ còn hai spell. Tức là T1 vừa ăn được một pha, nhưng mà pha tiếp theo này thì bên phía Guichu sẽ dễ đánh hơn. Nào là bên chủ động tấn công Byron gặp khó khăn. Nghĩ rằng hai bên đều sẽ biết được cái vấn đề đó và sẽ cẩn thận với những tiểu này như Broken Blade. Và đây rồi. Kìa đâu? Tóc biến là bỏ chạy nhưng quá nhiều. Ôi không, Kuma Yoshi đang tìm cái đã tắt đỉnh. Oh. Cú được thức thành công. Anh ta lên vậy? Người đang gặp nguy hiểm. Zed chưa bắt được rồi. Anh ta đạp cái lũ đạn ma hóa. Quyền trúng tuyệt vời được Kuma Yoshi. Zed đang dí. Hasama chưa bắn được. Zed bắt được rồi. Tóc biến rồi. Faker bị cản. Zed nó cưng ba. Nó bế Hasama nó đấm. Ôi. Nhất xạ tứ nô. Ui Sport ơi. Đánh xoay quanh là xạ thủ của mình đi. Mickey và Cap đang phải bỏ chạy. Zed hất tung được đối thủ lên. Cap đã làm tất cả mọi thứ. Nhất xạ tứ nô, biết nhất xạ tứ nô đánh sao không? Kumasi Quy đã trúng. Cap đang phải bỏ chạy. Faker tới và điều cầu. Anh ta điều cầu quá kinh khủng. Lại một lần nữa các thành viên T1 lại lên tiếng vào thời điểm mà đồng đội tất cả các thành viên cần phải lên tiếng cùng lúc. Rất hay. Một ván đấu mà Zed anh ta
bỏ bộ bài xuống và nhặt đôi Entofo lên. Và tiếp tục một ván đấu mà đường trên của T1 đang tỏa sáng, mặc dù đầu game anh ta gặp rất nhiều sự khó khăn, bị băng trụ, phải bỏ lính, phải bỏ rất nhiều thứ. Nhưng ta vẫn đang làm rất tốt với cái chất tướng Sante này, khiến cho những tụi nó mở rồi, tụi nó mê Guma quá mà. Nó dồn vô Guma. Anh ta có nó bay hết vô Guma luôn. Anh ta có một cái Hansama đứng sao? Tụi bay ơi, alo. Cứu. Tiếng kêu trong tuyệt vọng. Vẫn tính đánh tiếp được Honor. Một trong những nguồn đấu ra sát thương cực kỳ. Hansama kêu cứu. Sante. Cái pha này rớt chắc chắn là lao lên Ronaldo đằng ba bạn đã bị một mình tôi bao vây vậy đó, kiểu như thế. Quá kinh khủng, bay vào cân rồi mở đường rồi thêm khô máu nữa. Hansama không góc để chơi thật. Quá khó. Những tiếng la trong tuyệt vọng của Hansama khi thấy một anh da đen cầm Entofo lao tới. Tốc độ chạy không có được những cái lượng tốc độ bắn cần thiết để có thể tham gia giao tranh, chúng ta phải nằm xuống mà thôi. Với chất tướng Kasante sẽ cực kỳ thích những con xạ thủ thiếu cơ động như vậy. Bây giờ anh ta đang bị hỏi thăm bởi Mikic, nhưng cái khiên nó ném không vào máu. Anh ta cũng giảm xuống. Oh, Ren nha. Nó mạnh thế nhở. Cái tức tối đến từ Mikic. Tại vì cái khoảng thời gian chủ động từ Mikic sinh ra là có. Và chúng ta nhìn Hansama vô cực kiếm xong. Nhưng bây giờ nó sẽ quay trở về với cái chủ đề là khi bạn đang bắn được đúng thì đồng đội của bạn sẽ như thế nào. Thì chúng ta đang thấy một cặp 0-7 đến từ Jai và cả Cap. Hơi trâu. Lần nữa. Hơi trâu. Bị một mình rớt bao vây. Khó thật sự. Cũng lấy được khá máu của rớt nhưng anh ta có luôn được những quả hồi phục. Đoạn này nè, một cái nữa nha. Đoạn này là con Trinh đang bị yếu nè anh em. Phun cây máu của mình. Jin nó sẽ yếu ở cái đoạn hai món. Cả hai bên dòm ngó, nhưng chưa ai. Tức là khi cái ngưỡng sức mạnh nó đang từ 2 mà chuyển sang 3 món á. Chủ động tấn công vào khu vực đó cả. Là cái sức mạnh của nó bị ngừng lại cho tới khi nó xong 3 món. Faker trước thêm con rồng này và Faker rất quái. Dịch chuyển luôn. Con Minataba nha. Rồi ok, hoa soi sáng. Cái đoạn 2 đồ rưỡi là cái đoạn yếu nhất của con Trinh. Người chơi đường giữa cực kỳ vĩ đại của T1 thực sự là như vậy. Con Faker. Ui. Mikis. Wow my god. Mikis. Nhiều đam vậy. Hồ Faker xanh quá. G2 tìm Faker. Faker xanh quá, Faker xanh quá. Nhưng thứ họ tìm được là 3 món. Họ tìm được đúng một nụ hôn. Nó bụi cây biết nói nha. Và nó đang mở ra thế trận. Cuối cùng đúng là trong những thời khắc ngặt nghèo nhất. Và bên phía của G2 phải đáp trả. Vẫn là người ấy. Nhưng họ sẽ tìm được một nụ hôn tiếp theo hay không đây? Gia được không? Đau ạ, đau ạ. Người được không? Gia đang tới tiếp cận. Gia đang làm tất cả thứ đó bắt Faker. Nhưng Faker vẫn còn một lần phi hồ, hai lần phi hồ nữa. Tên lửa đạn đạo đoán không đúng được tình huống để có thể xử lý. Và Zed đang đứng chờ. Hansama không tốt biến. Hansama không tốt biến. Đang xài nhắm vào cáp hay là nhắm vào ai? Hansama không tốt biến. Vô pha này là Hansama là ẻ quần á. Chạy Hansama ơi, chạy đi. Đứng xa thằng kia ra. Đứng xa thằng kia ra. Tấn công tiếp, anh ta bị hất tung lên và đẩy. Nhưng ta vẫn đang tự tin. Anh ta lùi về. Liên tục là những cú phi tập rất đẹp đến từ cáp và cáp đang khiến cho Zed cần phải lùi ra. Zed lại bị kẹt lại. Ơ, có người tới để mình mở đường nè. Và anh ta lao vào, anh ta mở đường. Mickey thấp máu quá. Mickey nằm xuống. Và người đang bị kẹt lại là Honor. Hansama. Carry được. Carry được. Double kill cho Zed rồi. Và double kill cho Zed. Zed chưa dừng lại đó. Zed nhảy vào. Hansama. Zed tìm được. Hansama có hưng phấn. Có hưng phấn. Vẫn double được không trúng. Hansama đang kích được nhiệm độ chết người. Anh ta đặt luôn cả lưu đạn ba hỏa. Cơ hội cho Cap và Broken Black cũng như Hansama là đây rồi. Faker sắp hồi phi hồi nha. Ba thành viên còn lại đang hỗ trợ Cap nhảy vào đầu tiên nhưng Cap đã bị tách ra sợi xích. Hết năng lượng, Faker hết năng lượng. Hansama, anh ta né được khỏi. Năng lượng ít. MC né được ra khỏi cú quăng địa chấn. Keria, Wii không. Faker làm gì để có năng lượng? Súng cao su, hất tung đại đây. Đang nhắm tới nhắm người của Majesty của mình. Hất tung lên và Keria. Faker vô. Còn một lần phi hồi còn gần hai. Hansama giữ vị trí tốt. Đã có được Broken Black và đây là pha còn Wii. Broken Black tóc biến lên. Faker không tìm được Hansama, hết năng lượng rồi, không làm được gì hết. Đã có. Và giờ là Faker. Hết năng lượng rồi. Nếu chuyện đây không đây tóc biến. Tóc biến của Faker còn cái phi hồ để chạy. Đánh vào mana làm tất cả mọi thứ được thoát đi. Quang này chấn không thể nào hạ cũng được Faker. Faker tìm một cách để chạy. Giữ được đúng một cái bùa lợi Baron. Hồi lại phi hồ ấy chưa đây. À ta chưa hồi lại phi hồ đang đợi tí xíu nữa nhưng ít nhất tóc biến còn và vẫn chạy được. Và đó hãy chưa mấy thằng hề hai. Nhất xạ tứ nô. Chuyển trở lại. Đó là Zeus. Nhưng họ đang nhấn xạ tứ nô căn bản. Cái vấn đề là như thế này, cái vấn đề bây giờ là bên phía của Team Sport họ đang họ phải ăn con rồng. Đội thằng Hansama lên đầu. Họ phải ăn con rồng này, họ phải làm tất cả mọi thứ để có được con rồng này. Z đang di chuyển tới khô máu đang chờ đợi sẵn phát cơ. Nhưng mà chưa về nhà xe tiên. Chưa cuối rồi. Zizu chưa về nhà xe tiên. Của mình. Và phía cánh còn lại Gia đang nỗ lực đang con rồng, họ có được con rồng. Họ nên suy nghĩ đến câu chuyện lùi với nhiệt độ của Hansama. Lùi. Hai bên cùng lùi. Ta sẽ cần phải về để có được thêm nhiều món trang bị nữa. Một pha tranh rất dài hơi và một con Baron âm tiền đến từ bên phía của T1. Và về được mà thôi, về súng cao su không có gì khó khăn dành cho Broken Blade cả. Căng như dây đàn luôn. Nhịp 2, nhịp 3 đến từ G2 là rất hay. T1 mà không tìm được con Jin thì nó cũng bắn ra mũ hết. Để không cho Jack tiếp cận được con Baron. Đó, thấy chưa? Che cho nó bắn thôi. Nhưng họ ăn Baron và nó khiến cho Kuma Yoshi mất quá nhiều máu. Mình có con Jin mà. Còn những cái lượng máu ổn. Mình chơi game căn bản đi. Một góc để cho rất chơi khô máu đến Minataba nha. Anh ta cũng không hạ gục được ai cả và sau đó là Owner.
bay vào. Cảm ơn Trần Minh nha. Hết tung và tấm thảm nữa. Đó thấy không? Kịp sút hay làm bất cứ một điều gì cả. Phải nằm xuống mà người thôi. Ta nói sao? Dưới. Nhất xạ tứ nô là môn đời thần. Đến từ Faker và người ta đang hỗ trợ đồng đội của mình để chạm tới cái trụ 2 ở khu vực dưới này nhưng chưa được. Nhưng có được nó thì thật sự là một câu chuyện cực kỳ dài. Còn trong file ra này không cần phải bàn tới. Đứng che trước mặt nó thôi. Đứng che trước mặt con riêng thôi. Tướng mà Đồng Black đã tận dụng rất tốt và triệt để nguồn sức mạnh của nó. Anh ta hồi phục liên tục và ngăn cản được nguồn sức mạnh. Mặc dù pha tốc biến của Đồng Black nó né cũng không được đáng. Đúng rồi. Nhưng mà chính những cái khả năng hồi phục đến từ Zack đã giúp cho Pro Cup Black có một pha đánh vô cùng tuyệt vời. Quá khỏe đến từ đường trên của Brook G2 Esports. Anh ta vẫn đang là một cái chỗ dựa không chỉ mặt tinh thần mà còn là chỗ dựa về mặt che chắn. Hansama 2 spell nha, xong 3 món rồi. Bị kiếm hả? Còn Baron vẫn đang âm tiền thì còn chưa thể tìm cách nào để có thể trở biến cái bùa lại Baron một Hansama 2 spell. Honor không tốc biến, hơi khó đá. Chưa thành công khi mà G2 có rất nhiều những công cụ để có thể phòng ngự và bùa lại Baron cũng đã hết. Cẳng như dây đàn luôn mà. Cảm thấy hài lòng trong những nhịp giao tranh và phòng ngự vừa rồi. Úi. À, đây là pha replay lúc nãy. Không gió không thành công được bị Faker. Quá khó. Bắt Kuma Yuzi. Quy trúng thì đấm. Mọi thứ sẽ cực kỳ dễ. Ok, định mệnh phải gọi. Okay. Cứu được đồng đội của mình. Kuma Yuzi bắt buộc phải có những công cụ này để thể hỗ trợ thêm. Giờ là thời điểm mà bên phía chưa spot mạnh. Ba món trang bị có trên người Hansama. Khả năng tấn công và khả năng bắn của Hansama đang ở mức độ rất đáng có thể mong đợi. Chưa kể đến sau tình huống giao tranh nó cũng được cánh sơ xong, Broken Black đã lấy lại những gì ta bị mất. Nó thần hả? Mình cũng suy nghĩ là thường là món bánh nó lại nó thần nhưng mà chắc là nó nghĩ là nó chỉ bắt. Thực ra thần rớt hiện tại cũng không phải là quá trâu. Mất đi cái áo choàng, mất đi cả những cái định mệnh vẫy gọi nữa. Và nếu như làm ở một cái khoảng gian nhạy cảm thì nó sẽ khiến cho T1 nó tính đến trường hợp là nó cần phải hút máu lại nếu bị con Varus bốc. Ví dụ như là con rồng hoặc con Baron trong khoảng chừng 2 phút nữa chẳng hạn. Nhưng mình vẫn nghĩ là nếu mà cầm cái nỏ thần Dominic thì mình sẽ thiên về nỏ thần Dominic hơn. Khoảng thời gian mà hai bên giao giết để có thể tiếp cận được thêm với những món trang bị nữa. Lượng tiền thì Kuma Yuzi đang ở mức là 3 đồ rưỡi. Còn Hansama 3 đồ mà thôi, nhưng 3 món đồ đó đều là những món đồ cực kỳ chất lượng. Nó cũng là một cái lý do để chúng ta lý giải tại sao mà đồ của Mayoshi vẫn đang ngang với lại Hansama. Nhịp này là bên phía Yuzu cần phải đánh chậm xíu chờ cái cung xanh nè. Là người được rất nhiều những nguồn tài nguyên cực kỳ chất lượng. Nhường hết tài nguyên cho con riêng đi. Còn T1 thì điều kiện thắng chỉ có một thôi. T1 tìm được con riêng càng sớm càng tốt. Trước khi nó hưng phấn. Còn khi mà nó hưng phấn rồi thì cúp. Cho nên bây giờ cái mong đợi là ai sẽ được người mở đẹp hơn. Điều kiện thắng rất rõ ràng. Đấu này đây là một con tạm thời thì nhiệm vụ của Yai sẽ là mấy con đầu nọc của anh ta sẽ có tác dụng hơn ta tí. Xong kiếm anh không lên sườn giáp. Tại vì hồi nãy ý là bây giờ T1 nó chỉ có một con tăng thôi. Mình nghĩ chắc là nó tính là bây giờ ta không cần bắn, ta chỉ bắn không nhất thiết là phải lên đồ diệt tăng. Tại vì mục tiêu nó vẫn sẽ có. Chỉ có một thằng rớt thôi thì mình nghĩ mục tiêu vẫn sẽ có. Rồi chưa kể là khi mà con xanh tên nó chuyển dạng nó cũng không còn trâu lắm. Belfast trong tay của Jack chưa thực sự khỏe. Tôi quên để ý cái câu chuyện của Faker. Tôi muốn hỏi anh Khải là phải Faker. Cho nên là nó tính toán là nó không cần phải lên cái nỏ thằng Dominic. Tôi nghĩ anh ta vừa mới lên. Bởi vì 10 điểm này thì là vừa cường hóa từ cái nhẫn lên thì phải. Bây giờ anh ta mới bắt đầu đi học rồi thôi. Thì để coi là liệu nó có thể được cụ thể hóa bằng những mài hạ gục hay không. Nếu như có được những mài hạ gục, có được những mài hỗ trợ thì chắc chắn cái chất lượng của Faker sẽ được nâng lên rất tiền cao. Thì không có gì lệch hết. Lệch nhiêu đây thì không đáng kể. Cắm mắt không để anh ta có thể tấn công. Rồi, full tốc biến hết rồi đó. Thấy Mikis mà lại dai. Nhưng họ không biết là Broken Black đang đứng ở đâu. Cho nên đúng. Họ không thể nào có được một sự chủ động. Ngược lại Mikis đang đứng với lại không thể lên. Không mà dấu tên nha. Sống ảm không trúng. Dính chuyển đến từ bên phía của T1. Và nó đến từ Zeus. Rất là sẵn sàng cho pha giao tranh. Con rồng này không thực sự. Quá khoai mẫu rất là kinh khủng khiếp. Con rồng này nó không thực sự quan trọng nha anh em. Linh hồn rồng hóa kỹ nó không phải là một cái điều kiện thắng. T1 có cũng được. Nó không phải là thứ mà Yuzu Sport phải all in á. Ôi không có tài nguyên mà thôi. Ý mất máu hay nhiều nha. Anh ta mà ăn cái quả dùng con rồng lấy thế để đánh nhau, tức là T1 mà nhìn vô con rồng nhiều quá thì tụi G2 nó sẽ nhìn thế đánh. G2 không cần quan tâm con rồng này đâu. T1 lấy được rồng mà giao tranh thua cũng vậy à. Hai bên bây giờ sẽ dựa vào những yếu tố này. Linh hồn rồng hóa kỹ không mạnh. Chúng ta đẹp. Ô sợi xích của rồng không trúng, nhưng tầm nhìn vào Broken Black đã có đến từ bên phía của T1 và Faker đang làm mồi giá hôn gió và rồng không trúng. Sóng âm đã trúng đến từ Honor và Cap đang muốn vẽ được một vòng bằng mặt đất dậy sóng. Honor đã thấy được Broken Black. Các thành viên Zed đang di chuyển qua, di chuyển lẻ được cái quan địa chấn. Dai đang bị kẹt lại bên trong. Faker rồi. Không gió hụt. Sống được và Faker rồi hụt gió không thành công. Tốc biến lên không được về. Faker bị làm choáng rồi. Đang bị dính mũi vai. Có tên lửa đạn đạo siêu kích và shutdown đã có. Tuyệt vời cho Mikis. Và T2 Sport. Họ đang nhắm vào mất Baron rồi đó. Broken Black đang sẵn sàng cho tình huống tổng tấn công tiếp theo. Nhưng máu của Dai nhiều quá. Tại vì mấy con lính đánh hơi nhiều. Và Zed đang tiếp cận tới bởi vì họ biết tầm này là 4-4 bên Dai đang giao tranh. Cap
đang bị tấn công, đang bị hất tung ngược về và sóng âm của N nó vẫn chưa được tuyến sau hóa. Tuyến sau lủng rồi, rớt đang chặn Hansama, rớt đang chặn Hansama xuống là đội hình của Chiêu Sport thiếu người để đánh. Brooklyn còn nội tại không? Khô mẫu đường đã mất đi dạng bình thường và bây giờ trở thành dạng phân bào. Các thành viên còn lại của Chiêu Sport họ phải cứu vào cứu rất tốt. Ui nằm xuống cứ ngỡ như thiếu cái Dominic đó anh em, thiếu cái Dominic đó, thiếu cái Dominic đó không bắn con Sante không được. Quá khủng khiếp. Chúng ta đã tưởng rằng pha này cái lý do là tại vì thằng rớt nó không chuyển dạng, nó đứng che trước mặt, thiếu cái Dominic bắn Sante không được. Liên tục phải hứng chịu những mũi tên đến từ Kubayashi, đến từ Keda khiến cho Jack suýt chút nữa phải bỏ mạng và khiến cho pha tranh đó tưởng chừng như là lợi người đến từ Zitu, nó không khác gì một pha tranh 4v4 cả. Và để rồi khi Kasante của rớt lên tiếng, khi hai xạ thủ của T1 bảo vệ lẫn nhau để mình ép 5 cái cho đỡ lắc anh em, và khiến cho pha tranh đó tưởng chừng như là lợi người đến từ Zitu, nó không khác gì một pha tranh 4v4 cả. Và để rồi khi Kasante của rớt lên tiếng, khi hai xạ thủ của T1 bảo vệ lẫn nhau, T1 vẫn bước ra được pha tranh đó. Không cho trúng rồi. Faker lại tìm được Hansama. Khuyến mãi thêm Hansama nữa. Và Cap Baron luôn. Cap sẽ làm gì đây? Cap đừng có bắt Faker. Cap suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ kỹ đi Cap. Khó. Bởi vì anh ta xứng đáng có trang phục chưa anh em? Gì là lúc mà Cap cần phải suy nghĩ. Và anh ta đó là sử dụng quan địa chấn để giải quyết những con lính còn lại. Trụ đang được nhắm tới cái thứ T1 kỳ này. Là trụ được 5 cái bù lời Baron nó tấn công vào. Nó khác hoàn toàn so với lại con Baron đầu tiên của bảng thi đấu. Còn ngược lại với cái Chichu Sport, mặt đất dậy sóng rất đẹp của Cap để ngăn cản cái mạch tấn công và công trình tiếp theo của T1. Nuôi lên mà chưa hồi phục. T1 đang có được những cần thiết để tấn công vào cái này khi những cái chiêu cuối của họ là vẫn còn rất nhiều. Mayushi và Keda còn tốc biến trên người. Đang lính dễ thương này chứ. À bạn chặn đường, đường này chặn rồi. Bên này anh em, theo tôi. Và nếu như anh ta ăn những quả hôn, những quả cầu đi về, thì hệ lụy lại rất là cao. Faker đã bán sách để chuyển sang một cây gậy quá khổ rồi. Nó giúp cho lượng sát thương của Faker tầm này là rất đáng được. Mũ phù thủy sau một pha dứt điểm được Hansama, một lượng tiền lợi tức được mang lại rất lớn dựa trên các bạn chấm dứt. Anh ta bán một cái quyển sách không còn số để chuyển thành một cái mũ phù thủy để bước thăng tiến về mặt trang bị. Còn đây là tình huống mà Faker sau đó là kịp thằng dai nó đứng đứng riêng nó đánh Faker đáng hướng bị lật xíu này, khiến cho cái nhịp tấn công của T1 bỗng dưng bị chậm lại. Nhưng sau đó khi Jack liên tục ăn những mũi tên, anh ta bắt buộc phải lùi về mà thằng rớt nó không chuyển dạng. Tại vì mình nghĩ là một phần là nó cũng thấy thằng Hansama không có Dominic, nó không chuyển dạng, nó không sử dụng chiêu cuối, nó không chuyển dạng để nó che được Dam. Đây này chúng ta phải nhìn này, Hansama bắn là như tầm độ khoảng đúng rồi, bởi vì anh ta rớt nó cũng khéo pha đó. Một phần là do Hansama nó chọn cách lên trang bị theo hướng khác, và một phần rớt nó cũng tỉnh táo, nó nhận được, nó nhận thức được là cần phải làm cái gì trong pha đó, xử lý tốt. Honor vô cùng mạnh mẽ, Honor đã bắt lại. Còn Jai, đây không chỉ là một con cá đuối, đây là một con cá rất đuối từ nãy tới giờ, khi mà chưa có bất cứ ngoại hạng mục nào, ngược lại còn để lên rất nhiều những hệ quả. Tại vì anh ta mà nằm một cái là lấy ai ra để tranh chấp? Tại vì con Kalista cũng bên này, trừng phạt cũng bên này. Ui bắt rớt, rớt cái này bị bao vây hay là rớt bao vây mọi người? Ui rớt bao vây thật. Rớt đang là người bao vây Rocket Black và khiến cho Rocket Black Faker đang nhìn kìa, Faker đang nhìn Hansama kìa. Trụ đã không còn nữa và rớt đang cực kỳ khỏe khoắn, còn đâu có ở khu vực đường dưới, trụ đang được nhắm tới với các thành viên của T1. Mặt đất cái sóng bùng đạp nó không mang lại nhiều lợi ích lắm, lấy được tốc biến là chính xác nha. Và nó không thể nào lấy được nhiều công cụ hơn. Rớt phía bên này vẫn đang trong dạng khô máu tấn công đường người Rocket Black. Rocket Black đang kiếm con lính để gom ta lại. Dài phía bên này hất tung không được ai cả. Rocket Black mất nhiều máu quá. Sóng âm đã trúng, anh nó hộ thể vào lính. Faker hôn gió như trúng vào người của Dài và Dài lại một lần nữa. Một con cá lại vô cùng đuổi và anh ta đang cần phải lùi về để hồi phục lại. Còn Rocket Black, anh ta đang dựa trên những quả phân bào mình rải rác để có thể hồi phục lại. Mất quan địa chấn rồi đi bộ vô luôn. Hai cửa về. Nhà lính đã bị nổ. Hai nhà lính T1 đủ vốn đi về. Một tình huống tấn công đơn giản mà thôi. Đến từ T1, con Baron này họ lấy lại được tất cả mọi thứ. Khi mà thời điểm Baron biến mất. Hồng gió trúng rồi. Đi cầu về mất rất nhiều máu và Mickey S nằm xuống trước nụ hôn thân chết của Faker. Và Zed đang tiếp tục lao lên. Ván năm. Team Kumaisi cũng đang tương tự như vậy, tóc đứng lên. Faker lên tiếng. Đã trúng dài phía bên này, anh ta lùi đi, sau đó anh ta lùi về. Rocket Black đã bị kẹt lại. Hansama không bước lên được. Mất quá nhiều hộ vệ rồi. Hansama không bắn hết người được. Hansama đi rồi. Tục bị gay. Cầu đi cầu về mà gục đã có. T1 đi tiếp ở nhánh thăng với đối thủ tiếp theo là BLG. Mũi tên xuyên phá của xạ thủ hàng đầu của LCK. Kumaisi 3-2 cho đại diện số 2 của LCK. Rất tuyệt vời với một cặp BO5, rất mãn nhãn với một cặp BO5. Xứng đáng có skin kìa. Phải carry game 5 đỉnh cao đến một từ Faker. Mà tất cả những thành viên của T1 đều lên tiếng, nơi
mà những người còn lại cần nhất. Lúc Faker nằm xuống thì rớt lên tiếng. Không cần phải chiếu highlight con Ari ở trận với Weibo nữa. Hai xạ thủ thì luôn bảo vệ cho nhau quá khó chịu. Để rồi bên phía của G2 bất Faker cảm thấy mình phải làm gì đó với con Ari này để có một cái gọi là mông tạc cho Riot ra mắt cái trang phục đó. Không thể nào mà chiếu con Ari nó hơi tục tục ở trong trận Weibo được. Và thế là Faker có cái ván đấu này. Nhưng cần phải lưu ý rất kỹ là con Varus còn ở đó.